Sau chuỗi ngày chờ đợi vì sự cố của đội tuyển Nam Philippines, cuối cùng các bảng đấu của môn bóng chuyền SEA Games 32 cũng đã được xác định. Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Nam Việt Nam nằm ở bảng B, gặp lại đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan ngay từ vòng bảng. Bảng đấu còn có sự góp mặt của hai đại diện khác là Myanmar và Malaysia. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lại rơi vào bảng đấu dễ thở khi chỉ phải chạm trán Philippines, chủ nhà Campuchia và đối thủ yếu Myanmar. Những người yêu mến đội bóng chuyền Nam Philippines đã có một phen hú vía khi trước đó ở buổi bốc thăm đầu tiên diễn ra vào ngày 5 tháng 4, đội tuyển nước này bất ngờ biến mất trong sự ngỡ ngàng của không chỉ các đối thủ mà cả với liên đoàn bóng chuyền Philippines cũng như các fan hâm mộ. Nguyên nhân sau đó được phía chủ nhà Campuchia đưa ra là vì phía Philippines đã gửi đăng ký trễ nên bị cái tên. Sau nhiều nỗ lực thương thảo với ban tổ chức, cuối cùng các chàng trai Philippines cũng được có mặt tại SEA Games. Họ được phân vào bảng A với các đối thủ là Indonesia, chủ nhà Campuchia và Singapore. Trong khi đó, các học trò của huấn luyện viên Trần Đình Tiền rơi vào bảng B được dự báo không dễ thở chút nào với Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Đối thủ lớn nhất ở vòng bảng chắc chắn là Thái Lan. Trận quyết chiến Việt-Thái được coi là trận chung kết của bảng đấu, nơi mà đội thua rất nhiều khả năng sẽ phải chạm trán đương kim vô địch SEA Games Indonesia. Đội bóng vẫn được đánh giá là ứng cử viên vô địch số 1 cho chiếc huy chương vàng ở kỳ SEA Games năm nay. Chiến thắng 3-2 nghẹt thở trên sân nhà ở kỳ SEA Games vừa rồi sẽ không dễ lặp lại vào năm nay, khi mà Thái Lan đang có sự chuẩn bị kỹ càng cả về con người lẫn lối chơi. Những tài năng trẻ như Napadet, Asanafan đang trưởng thành rất nhanh chóng. Bên cạnh đó, ở kỳ SEA Games năm nay, Thái Lan sẽ chào đón sự trở lại của ngôi sao số 1 Kantapat Kumi, chủ công cao 2m04 đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản cho câu lạc bộ Oita Miyoshi. Rõ ràng ở lần này, Thái Lan sẽ mạnh và khó chơi hơn rất nhiều. Hai đối thủ còn lại trong bảng là Myanmar và Malaysia được đánh giá dưới cơ đội tuyển Nam Việt Nam. Nhưng đừng quên, Myanmar từng hai lần liên tiếp vào top 4 SEA Games vào năm 2017 và 2019. Một chút sơ sẩy thôi là sẽ phải trả giá rất đắt đối với thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền. May mắn hơn các đồng nghiệp nam, đội tuyển nữ rơi vào bảng đấu khá dễ thở. Philippines là đối thủ lớn nhất vòng bảng, thế nhưng những lần chạm trán gần đây, Thanh Thúy và các đồng đội đều có được chiến thắng trước đội bóng này. Việc ngôi sao Yaya Santiago nói lời chia tay đội tuyển Philippines để nhập tịch Nhật Bản càng khiến cho sức mạnh của đội bóng này suy yếu rõ rệt. Hai đối thủ còn lại là chủ nhà Campuchia và Myanmar cũng đều là những đối thủ yếu không mạnh ở nội dung bóng chuyền nữ. Tấm vé nhất bảng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc để đội tuyển nữ tránh được đối thủ cường mạnh Thái Lan ở bán kết. Đội tuyển nữ Việt Nam đang nắm giữ tấm huy chương bạc hai kỳ SEA Games gần nhất và năm nay chỉ tiêu của đội cũng là bảo vệ thành công tấm huy chương này. Môn bóng chuyền của SEA Games 32 năm nay sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 3 tháng 5 đối với nội dung nam và ngày 9 tháng 5 đối với nội dung nữ tại Campuchia.